ơi, Linh giỏi quá vậy Linh. Linh treo áo cho ông ngoại hả? Đừng nói. Wow, xuất sắc. Nó lo mà, nó lo đồ hộ cho mẹ nó cho ông ngoại mà. Đó, rồi. Bỏ ra đàng hoàng. Ồ, lấy con mấy cấp sẵn luôn vậy đó hả? Nó lo, nó khen, nó lo mà. Có dài cho mẹ men không? Đẻ ra để nhờ có nhiêu đó thôi. Con đẻ dài mẹ nè. Trời ơi, nó làm gì vậy? Phủi luôn hả? Ờ, có quà, có Bluetooth cho ngoại không? Ngoại có nghe. Bluetooth hay YouTube? Bluetooth. À, Bluetooth đó con. Bluetooth của ngoại đó, ngoại sao không có, ngoại xài lấy. Ngoại đeo ngoại nó không có Bluetooth. Có vô đó. Sao mà nó giỏi dữ vậy trời? Bấm 3 giây, 3 giây. Mà bồn xô lo quá. Assistant mà designer. Đúng rồi. Cái đó thì tôi phải làm ở đây nè. Ừ. Đúng rồi. Oh, có đây nè. Biết rồi. Ồ, giỏi quá Linh à. Assistant nè, assistant giỏi quá. Xé ra để cho biết là người của mẹ đó phải không? Rồi đứng đó standby kìa, đứng đó đứng chờ đợi kìa. Lên trước với bà đi. Anh hiêu sinh này phải 2-3 năm à? 2-3 năm trời đó mới trở về đó. Thì cái dịch cũng đã gần 2 năm rồi. Thì cái dịch 2 năm rồi, trước đó hình như có anh Viên Sơn qua 1 lần. Dạ. 2 năm trời. Anh Giang sao anh? Hả? Vui ha. Vui chứ, mình nghề mình mà. Nghề mình mà tự nhiên bó tay bó chân. Dạ. Mà dân yêu sinh là ta rất mê văn nghệ. Dạ. Mà mình bị 2 năm mấy là đâu phải mình đâu, bà con người ta cũng thiếu thốn. Ha, thiếu thốn trầm trọng ha. Giờ thấy bà con không? Sốt sắng. Ông yêu sinh là đừng lo, bà con lúc nào cũng vui vẻ, phát đạt thấy không? Nên là mình chỉ là dòm bà con là mình biết người ta vui vẻ cỡ nào. Bây giờ yêu sinh còn dữ dội hơn là mấy tư ban khác nữa thấy không? Dạ đúng rồi. Tiệm ăn đồ quá trời, đồ ăn ngon. Thấy không? Bà con sống thoải mái, phát triển kinh tế lên. Giờ đi coi show là phải dành hàng VIP không? Hàng thường không đem nồi. Bà bầu show nói là hàng VIP là hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Thấy không? Cái vậy là number one rồi. Thôi chúc mừng bà con người Việt mình khắp nơi. Chỉ có cái thương bà con ở Việt Nam thôi. Hôm nay cũng là một cái show mà bầu show muốn làm để gọi là cứu trợ bên bà con mình ở bên Việt Nam. Được cái gì hay cái đó thôi, nhưng mà cái tấm lòng là chính ha. Gửi một ít về cứu trợ, coi như là mình giúp được cái gì mình giúp. Anh em nghệ sĩ mình cũng vậy, muốn làm cái show này nó thành công để chi? Để bầu show có tiền. Có tiền mà tiền dư ra kìa, chứ không phải là tiền nhiều, tiền dư ra thôi. Để gửi về cứu trợ cho bà con mình ở trong nước. Mình làm được một cái điều đó là mình thấy mình vui rồi. Chứ hồi xưa là mình cũng thê thảm mà, mình cũng là 1 năm mấy 2 năm đúng không? Đúng rồi, mình cũng 2 năm. Nằm thê thảm luôn. Chỉ có là mình ở bên này thì mình còn nhúc nhích cục cựa được. Còn bà con mình ở nhiều nơi là không nhúc nhích gì được luôn. Rồi, chúc rồi. Cho anh Bảo Liêm nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn em trai. Đây là cái club, baby club. Hiện tại giờ là đã đông đông rồi đó, một chút nữa là đông hơn nữa. Nó 2 tầng, một tầng dưới đất và một tầng trên lầu.
lâu lắm mới gặp anh Nhật, Nhật Cường nha. Ok. Đây cũng lâu lắm mới gặp mà. Chú Sáu, chú Sáu. Mừng quá, tay bắt mặt. Đó là lâu quá mới gặp không ạ. Lâu quá gặp quà. Bữa đó chú ơi, chú Tài, anh em gặp mặt. Lâu lắm rồi, bao lâu rồi. Hẹn ở nhà đi du lịch. Xong rồi đi, ba đi qua bên... Lúc đó mà chú Tài sợ lắm, đâu có dám gặp ai đâu, chú sợ lắm. Lớn tuổi mà bệnh nữa. Bệnh ngay mùa dịch. Như bây giờ đang là con biết thể Delta cũng né né, cũng ghê, cũng dám tới chỗ đông người. Mặc dù mình chết rồi mình cũng nên nè. Bây giờ là anh qua đây ở luôn hả? Anh lâu rồi. Qua đây rồi. Thẻ xanh là 2015. Dạ. Mà đến 2020 là đi ở đây có 10 tháng. Là qua đây mỗi lần cái show là thẻ xanh là... Thẻ xanh mà 5 năm mà ở tổng cộng được mới có 10 tháng. Đâu, thẻ xanh 10 năm. Đó. Nhưng mà từ 2015 đó chứ đã. Người yếu, người đẹp. Dạ, dạ, chú Sáu bây giờ bắt tay là sao? Bắt tay mặt mừng cho bây giờ ôm chị nè. Ba đi không? Ba đi không? Ngày xưa đó coi như là hai chị em đi diễn chung với nhau. Nửa đêm á nó uống thuốc gì á. Uống thuốc cái gì? Đi ra xuất xa với lên anh rủ ra biển chơi. Chị Đào có tật sờ ma. Mà ngủ chung phòng với mình mà giường ai nấy ngủ nha. Mà chị Đào nó có Nhật Cường về thì mới dám ngủ. Thế là chị Đào okay, đi chơi đến 2 giờ sáng, mấy quỷ kia bắt mình đi chơi 2 giờ sáng. Về tới nhà thấy chị Đào ngồi một mình ở phía trước cửa phòng không vô thấy tội nghiệp. Hỏi sao chị Đào? Tao sợ ma. Em tin tưởng nó dữ quá. Dạ có. Nói vậy nó hiền. Ba xong rồi. Ba không dâm gì vô nó bệnh gì không biết, nó uống thuốc. Nó uống thuốc nó mắc cổ học chị. Uống gì vậy? Không à, uống thuốc cảm vậy xong nửa đêm chị nó cứ bà đèo, mắc cổ học em rồi bà đèo mắc cổ học rồi, cái thuốc gì không biết. Thuốc cảm nó cũng vậy, đi chơi á. Vui mà đó, vui lắm. Mỗi lần đã gì chứ. Người sợ ma thích nghe chuyện ma. Kể chuyện ma, cái tối qua được uống thuốc ma mới ghê. Đúng rồi. Chơi đi chị. Alo anh. Dạ, em chào anh Hoài Tâm. Hoài Tâm. Anh Hoài Tâm khỏe không? Dạ, anh Hoài Tâm đắt quá. Hai cơ. Trời ơi. Okay. Anh Hoài Tâm lúc nào cũng đẹp hết đó. Mặt hồng con nữa. Lõm miếng như vậy làm tin hả? Tin, tuổi tin. Tuổi tin. Lõm dáng hết đó. Dạ, nói là em dáng chị Đào đó. Đi, những người đàn ông đi kế bên họ bên chị Hồng Đào là phải đợp dáng. Tâm ơi, giờ bữa nữa là chị ra mua cái kem của Tâm đó nha, mà đang xài hết rồi. Được không con? Được, ok. Dạ, giờ có hàng của hàng không? Dạ, không có miệng. Có đang kêu chị? Dạ không. Đi diễn mà người giết chị không quả có là sao vậy Cường? Em sao vậy? Giống hình quá. Đi hát không có, đi chơi game mày cũng đừng đi hát mày quá. Xin ta bữa cái bút chị. Thanh tự tin vậy, em nghĩ là anh cứ để vậy đi, bước y chang ra rồi. Không, nhưng mà nó không già. 70 tuổi. Cũng đúng tuổi rồi. Đúng tuổi hả? Đúng rồi xem. Vậy mà nãy vậy là mấy người mấy người kia lấy lập mình cho mình mới có... Mình có mấy người chuẩn bị. Vậy em đi lên em coi đây. Đây đây là... Có phải. Đã lên ngắn rồi còn phải lên nữa. Phải. Hả? Phải. Còn đang ngắn rồi còn sắp ngược. Không biết nữa. Đó, nhìn nè. Cái trên của anh ok hả? Không, ok. Mình học đi thì mình sợ đó. Ờ, nhắc đó mới nhớ nha, cả nhà ơi. À, mình ở nhà, mình lo đó. Cái này là nhiệm vụ phải làm, phải chia sẻ nha. Chứ không phải là tụi này đang ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam. Mình biết là Việt Nam đang căng thẳng lắm, cho nên đừng có vô ngắn. Nhiều khi nghĩ bậy là tụi này đang vui chơi ca hát ở bên kia đau khổ. Ở đây là cái nhiệm vụ đang làm ở đây, một cái show ở đây. Cái mùa dịch bên đây rất là khó khăn, đã trải qua rồi. Thì bây giờ là ở đây nó có cho mở cửa lại, có show thì anh em cũng đi cày để kiếm lúa. Mục đích là cuối cùng cũng là mua nuôi con thôi. Nha cả nhà nha. Như thứ hai là có chia sẻ. 18 tháng rồi mình mới được đi hát lại. 18 tháng rồi được đi hát. 18 tháng trời, dễ sợ không? Không được bước lên sân khấu, trải qua bao nhiêu lần quản. Như là nghe bà chủ bầu show bà nói là trích một phần để gửi về Việt Nam. Ồ vậy hay quá. Cảm ơn bà Liên Trang bầu show. Việt Nam mình mới sơ ba tháng. Liên Trang, Liên Trang. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, ai cũng có YouTube, phải nhờ YouTube để sống qua ngày đoạn tháng trong cái mùa dịch này. Nhớ ủng hộ cho đồng lâu bảo quốc nha. Có nghĩa là ủng hộ cho anh Nhật Cường nha. Đúng rồi. Đúng rồi quý vị ơi. Nhật Cường Channel nha, Nhật Cường Channel. Nhật Cường cười để nhớ. Nhật Cường cười để nhớ. Đó, khi cười là nhớ anh Nhật Cường. Ok. Gọi nón lên nha. À. Đây là không gian của Baby Club của Houston. Chỗ này cũng khá là nổi tiếng. Chuyên tổ chức những cái show nhạc rất là lớn. Chương trình khi bắt đầu cho vào ngay chương trình.
nhưng mà mình chưa có bắt đầu chương trình. Thì đây có như những giây phút giải lao, giải trí và vui chơi trong khi để chờ đợi mọi người đến, cũng như để cho bầu show sắp xếp cái phần trình diễn. Thật sự Nguyên Thảo cho đến giờ phút này tôi cũng chưa biết. Trên đó thì diễn viên đang ngồi đó. Và trưa nay Thúy Nga có gọi cho tôi hỏi là anh ơi em hát lúc nào. Tôi trả lời tao biết tao chết gì không biết thiệt. Mày nói vậy cho tao thấy mẹ đi. Hôm nay tôi nói mẹ qua tự nhiên chẳng hẳn ta. Này học đào này Kiều Anh hay quá. Con mắt nó sáng suốt ghê ha. Con mắt nó đẹp trai. Con mắt nó sáng suốt mà cái gì? Cái gì? Cái gì? Anh nhìn anh Thảo đẹp trai. I know. lọt pháo hay khỏe không? Bây giờ là mấy phút nữa đó, đúng 7 giờ đó là anh lên giới thiệu chương trình Bảo Lộc Hồng Loan. Có nói chuyện ra cầm phone thì anh nói rồi. Có ba người luôn hả? Ba người luôn. Ba người luôn, nguyên luôn. Ở trong chương trình không có. Đi luôn luôn. Oh man. Hồng Loan, Bảo Lộc. Dạ. Dạ. Em bé Bảo Quốc. Em bé Bảo Quốc. Hồng Loan với Bảo Lộc là vợ chồng. Em bé Bảo Quốc, anh ta nói Bảo Quốc là con của Hồng Loan nữa. Em bé trai lớn. Trai lớn. Mà mình có giới thiệu gì khác không? Không phải. Chú Quốc là ba người diễn có cần gắn cái microphone không? Anh Dạy, nói gì cả gia tộc luôn á. Bởi vậy đó, bao xô mà. Trời ơi, YouTube mời đi luôn mà chú. Ủa vậy hả? Chứ con bé này sao nó không học? Nó chưa đi học cứ 8 tay nó mới nhập học. Dạ ừ, dạ nó đi căn cuôn rồi nó mới về đây. Ồ vậy hả? Là trường nó 8 tay mới nhập học á. Nhìn đó. Góc nghệ thuật. Cái nhìn qua bên đây nè. Có nghĩa là nhìn bên đây. Nhìn quanh nhìn đây luôn nè. Đó đúng rồi, nhìn đây. Coi như là tự nhiên đó. À đó. Đẹp quá hả? Thích như đang làm gì vậy đó để em chụp. Trời ơi. Chứ em không thích mà nhìn em làm kiểu. Đạo diễn, có đạo diễn nè. Chỉ đạo nghệ thuật. Xong chưa con? Trời ơi. Portray luôn mới ghê quá. Portray cho chú luôn hả? Ờ. Rồi cho chú coi đi. Cho chú coi đi. Rồi nhìn ba. Rồi nhìn ba. Nhìn này rồi. Rồi đến đây nha. Rồi nha. Ba người đẹp nha. 1, 2. Trời ơi đẹp quá, đưa cho ngoại coi liền. Làm cái đèn này là khủng khiếp lắm á, cái đèn này là quốc đem qua cái đèn. Đó, còn bên kia nha, bên kia mình ra lo bên kia ra mình bên kia. Dạ dạ. Được rồi. Rồi bây giờ chương trình bắt đầu nha quý vị. Từ giờ phút này tới đến chấm dứt chương trình. Trời ơi, bạn ai phải làm việc trước, mình phải tuyển nhân viên trước, rồi sau đó đó mình mới ra mắt ba bác chồng của mình. Nhắc tới người yêu của mình đó trời. Nhớ cho anh ấy, lần đầu chúng mình gặp nhau. Ôi anh lòng yêu dấu của em ơi. Ủa? Em ơi? Đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? Đẹp quá vậy? Đi baby club. Đi baby club à? Dạ. Bây giờ anh hỏi cái này. Anh đi coi tiếng Dương hỏi. Vậy hả? Ừ. Cho anh hỏi cái được không? Anh muốn hỏi gì vậy? Thấy em đẹp quá, anh muốn hỏi có phải em gái không? Dù gì? Mở miệng ra vô duyên à? Tự nhiên hỏi ta phải em gái không? Chứ lẽ đàn ông? Từ ngày hai đứa yêu nhau còn ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau là ước bao nhiêu. Mong rằng hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một thứ điều tình. Đừng vì đẹp mãi với em và anh. Đừng vì đẹp mãi dưới từ điều gì. Chọn mình đi kiếm hiểu gì để thỏa mãn. Giờ mình xin gấp chút xin chậm thế cũng quay. Ngoài thù đó cũng hoa mai nào khác chi chết. Ban mai mình nở màu hoa. Nên nếu mình không thì hạnh. Chúc mừng ngoài nước nha. Chúc mừng nước em hả? Về nhà ta lá hả? Ừ. Trời ơi, cha này chắc ngon mà hơn tôi nữa. Đứng đây nha. Nhớ nha. Anh về thử bà má anh nha. Nhớ nước em.
bây giờ cô đố tôi là cô đố vậy đó, mẹ không phải không? Mẹ nó cô đố mày không này. Bây giờ cô đố cô này nha. Một con chuột chung vô hai. Cái nào? Vậy tự nhiên mẹ có gì vô kêu ghét tao. Kỳ lạ. Cái gì? Ủa? Em đâu có ghét tao với anh đâu. Em nói gì gì dài dạ đó đó. Trời đất ơi, tự nhiên là vô rồi xin rồi nói cái gì mà phải gì bà. Bà của anh. Cái gì bà? Xin cảm ơn người đẹp. Trời, khác lạ quá, khác lạ quá. Hai anh. Đồ đẹp dạ. Thiệt. Sao đẹp quá chị Liễu? Đồ thiệt đấy đấy. Đẹp quá chị Liễu. Tiệm vàng mà, tiệm vàng đem tới. Mày ông cảnh sát nữa. Dạ. Tay ai, tay ai, tay ai. Coi như là người gọi là người dân. Nhớ nha. Nha. Có nghĩa người mẫu sống đó phải không? Đây là người mẫu sống. Ba để chút đi, không biết nữa ai. Cái này thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt. Vậy thà một phút, thà 10 phút huy hoàng rồi đó. 1 phút huy hoàng rồi chờ tắt. Dạ, yeah. Thank you. Wow. So nice. À, đi có một gặt được co đi theo nha. Rồi đó hả? Thành bà già mà trong một góc nháy mắt vậy ha, trong một nốt nhạc vậy đó hả? Phải làm hết rồi, giờ tí chút về sau không được. Thấy không? Nhanh phút giây hậu trường của tụi em. Một góc nhỏ đã bị lộ. May quá thay đồ rồi đó, vô sớm chút nữa là thấy cái cảnh kia là hot lắm. Cái cảnh lột. Bây giờ mình một chút nữa cái cảnh lột ra đi. Đó, anh quay. Cảnh lột là em muốn anh chạy vô quay. Rồi. Đó, rồi. Mọi người chết. Không, không nói đâu, đẹp mà. Đẹp. Dạ thôi chứ body là đúng body rồi, body đúng là body của Thúy Nga là đẹp lắm mà. Bữa nào khoe body nha. Không, à, tối phải không? Nè, có cái hình này nó mới chỉnh sửa, trời đẹp lắm. Chỉnh sửa nè hả, phải chỉnh sửa nè hả? Không có chỉnh sửa, này là body thiệt nha. Đó, tâm lên hay chưa? Ủa này là con gái em hả? Cái này này là tương lai của Nguyệt Cát. Ồ, Nguyệt Cát hả? Không. Đẹp quá vậy cưng. Không. Nó tốn bao nhiêu con chuột? Thì em biết nghe nói là cái con nhỏ mà nó chỉnh sửa hình xong là nó vừa chỉnh xong là nó xỉu luôn. Không đẹp quá cưng. Đẹp chứ bộ. Đẹp. Nói chung em với hình là không liên quan. Không, ngoài em cũng đẹp. Ngoài em cũng đẹp vậy. Nó tự hai luôn. Trời ơi. Hello, hello chị. Chị ngồi đi, chị lên. Chị dạ, qua đi đâu. Cô Lan ở bên Boston mà mỗi gửi cùng tâm sàng. Ồ, rồi nhớ rồi, nhớ rồi. Tự Boston ra rồi. Con cảm ơn luôn. Đứng lên phần ta dạ cô. Trời ơi, đi cái gì? Để lần sau đi. Đồ của Hàn Quốc, bà Sáu. Sẵn quảng cáo luôn. Bà Sáu nhớ quảng cáo giùm con và trên chị Hồng Loan với anh Bảo Lộc channel. Dạ, bữa birthday của má Sáu đó thì Tâm có tặng một hộp stem cell là tế bào gốc của Hàn Quốc. Mà hôm nay gặp được ba Sáu với là má Sáu đó là đồ của Hoài Tâm nó tốt quá. Bà Sáu phải ra đó. Đó, bây giờ nhìn đi đó. Má Sáu nhìn giống như là gái đó. Cái 18 gì? Cái 18 gì đó. Ba Sáu thích nữa nên là khoái quá. Tôi hửi không mà cái da tôi vậy nè. Trời ơi, coi như là ba Sáu sức rồi, ba Sáu ở bên hửi thôi mà nó vậy. Ba ké không đó. Không phải ba Sáu sức xong cái ba đến cái miệng lên đó. Ba Sáu đẹp luôn á. Dạ cho nên dạ quý vị nhớ liên lạc với Hoài Tâm liền nha, Tâm lấy nha. Liền tế bào gốc về sức nha, đồ của Hàn Quốc chiết xuất từ ADN của cá hồi. Bảo đảm với quý vị là da quý vị sẽ trẻ như da em bé vậy đó. Wow. Dạ. Đúng rồi, do Hoài Tâm lúc trước không có đẹp, bây giờ quá đẹp luôn. Dạ đẹp, hôm nay là đặc biệt là đi diễn mà không có đánh nhiều nha. Có nửa học phẩm chứ không có đánh nhiều. Lê Thị Mỹ Miều, chị Thảo đâu rồi, nghe rõ cái tên chưa?
Vâng, hôm nay là tôi lên đây á, thật sự á là giúp cho Liên, nhưng mà thật sự á lên đây là tự bà này. Mấy tháng nay đó, tôi nhận chị đóng rồi. Chị lên trên YouTube là chị chửi tôi từ sân này qua tới sân khác luôn. Chuyện tôi có hộ sàn thiếu kẻ cha luôn, chị nói chi vậy? Đừng có nổ. Ai kêu nổ chi, hộ sàn mà cô cứ mũi của con tôi à. Mà nổ trong lúc hộ sàn tôi nè. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa nè, mệt mệt quá, thật mệt mệt chịu, quá. Chịu gì không? Rồi bây giờ lột nha. Lột nè. Lột, lột, lột đó. Này ok. Vô hiểu ơi. Anh ra ra ngoài sảnh cho anh. Không phải hát xong vô đi hơi cái sao rồi phải biết. Ok. Rồi lần đầu tiên nổi. Con đừng để cô hồi hộp đi luôn. Có gì không? Không hồi hộp vậy đó. Anh ra. Không mình sốt hết. Ai khen chồng mình lần đầu tiên không đóng hài là. Ai khen chồng mình thông minh không ta? Có. Chồng mày thông minh thiệt. Chưa. Kệ, tha một phút quy hoàng đi. Kiểm lại, kiểm lại. Tha một phút quy hoàng. Rồi chờ tắt. Còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Vậy là anh là phải lên gặp ảnh hoài nha, để là quy hoàng hoài nha. Nhớ xưa A Di Đà Phật. Con cú lùa trên sông Văn. Nhìn con đi xuân đến hay còn xoan. Cô gà đi trong xuân đã vào làm gì. Xuân đến xuân đi hoa mặt. Kính thưa quý vị, phần trình diễn của đôi nhân hài Vân Sơn và Bảo Nghe. Đang chờ cho vui quý vị ơi, mong rằng những giây phút vừa qua. Neo neo neo, thằng neo đâu có bèo. Neo neo neo, thằng vô này thằng kêu. Neo 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 neo, chắc chắn sẽ không nghèo. Rồi đứng nè, vô một hai ba. Cái đèn rồi. Anh Sơn, anh Sơn, bạn không theo đúng Sơn kìa. Cái đèn Sơn, 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 Sơn. Có đẹp quá rồi. Đi xuống coi. Trời ơi, đó phải đâu á. Ở bên này gia đình. Vậy hả? Như Dương, Dương Tân hả? À, đây là gia. Thôi đây. Chú Dân Sơn tới nè. Chú Sơn ơi, gia đình. Gia đình. Ôi, trời ơi, trời quá. Trời ơi, mẹ. One, two, three, one more. One more again, yeah. Nhớ con. Ok, thank you, see you. Biết con đẹp mà. Con không biết. Yes. Biết con đẹp luôn hả? Con quá tự tin luôn. Ok. Mập đẹp thấy ra. Ok.
xong show rồi mừng quá. Mừng quá. Thành công. Show thành công. Công tuyệt vời. Ở tình tử quá về coi, về anh chồng nó nghe nè. Nói xin gờ, đây giờ ông vợ ông đó. Có chân vợ. Về nó nghe nè. Okay, bye. Bye. See you ở Cali nha. Anh